Xuyên suốt từ các điểm hoạt động của các hội chợ là các hoạt động sôi nổi hấp dẫn như hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan tham gia hội chợ. Đặc biệt khu ẩm thực Thái Lan, du khách sẽ được tha hồ thưởng thức những món ăn ngon, mới lạ và hấp dẫn để chứng kiến văn hóa. Rất là đẹp nha các bạn. Ba. Đại gia đình bác Sáu đi chơi. Dạ lên trên đây nè. Đó à, không có leo rồi bó. Cười cái với cha coi. À. Dạ có xe chạy dưới nước nữa kìa cha. Đây. Xe chạy dưới nước. Làm ngộ. Bỏ vô hai bên chỗ ấy. Nhanh thấy ghê. Cái gì con? Đó, dập nước đó. À. Thank you.
5 món đồng giá 39.000. Bộ tách trà, bộ chén sứ 10 cái đồng giá 39.000. Kệ dép 4 tầng, thơ gỗ, vắt cam, comment 2 ngăn đồng giá 39.000. Ghế học sinh đồng giá 39.000. Máy xe tăm, nón bảo hiểm, cây dù, cầm tay đồng giá 39.000. Nhưng bộ đồ cá sấu luôn. Này thiệt luôn. Này thiệt luôn á. Nhưng con cá sấu luôn là dạ thôi, con mắt này bỏ vô bơi vô. Đây là không? Xương nữa nè. Đây là xử lý rồi. Đây nó bán nguyên con về cho mình chơi. Cái gì con? Bị hư lửa mũi nè. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc Thành hân hoan chào đón quý khách cô bác có mặt trong hội chợ ngày hôm nay nhằm hưởng ứng chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa hàng Việt về nông thôn đến tận tay người tiêu dùng. Công ty Thiên Lộc Thành thực hiện chương trình khuyến mãi ưu đãi đặc biệt như sau: hoàng sẽ giúp giữ ẩm, nuôi dưỡng làn da, giúp làn da trắng hoàng rạng rỡ và hương thơm dễ ngửi dài lâu. Bên cạnh đó, em mình đi vòng vòng hồi mình quay lại ăn bún nước lèo em ơi. Lỗ bò hả? Mập này nó ăn dữ lắm. Đi vô đây nè. Trời ơi, bạn ngáp. Ừ.
khấu ngoài. Biết đâu trong bóp nguyên cái gì á. Đi chơi. Sen đá nè. Ê cái dâu nè, có ra trái rồi nè. Trái sẵn rồi. Nè. Để em cầm đi.